trường chim tiếp. Và lúc nãy vừa tạm dừng. Đây, đây, đây chính là chim. Bạn con chưa ăn. Đây chính là tác phẩm chim. Và bạn có ăn chim cháy thì sẽ comment cho tôi và sẽ ship tận nhà tận nơi nha. Rồi, chim cháy được rồi. Đây, anh em thấy cái bụng chim cháy nha. Đấy, chim khét luôn này nè. Không chim. Chim này là chú nhất thần. Chim này là sành anh. Và chim này thì là chim nhảy rồi. Chim này chim nhảy. Chim này nhảy. Đây này, đây chính là khoai nướng. Đây chính là khoai nướng này. Đây đây đây. Khoai nướng, mỗi khoai nướng là ngon. Ôi, mấy cái khoai nướng này. Khoai nướng. Khoai nướng siêu ngon. Cái này là nguyên để tí xé. Khoai nướng đã cháy rồi nhưng siêu ngon. Ai muốn ăn khoai nướng cháy thì hãy comment cho tôi nha. Thế hay mang cái ra nướng lại nhỉ? Đúng rồi. Mang ra nướng lại. Bố ơi, à, bố. Bố, rút lò này ra, mang lò chim này ra nướng tiếp. Sợ có chín không? Đây là bạn Vương Thu Bóng. Bố, chào bà con đi. Em... xin chào tất cả các bạn. Nào, chị đi. Nếu mà chín rồi thì thôi để. Nè, nè, bố. Đây là khoai lăn luống. Tí em ăn cái này, cái hai cái khác nhau hoàn toàn. Còn đây là khoai lăn luống. Đây bạn luôn ạ, đấy bạn đổ nhà quê. Anh chị nào muốn xem thì hãy comment vào TikTok để xem nhiều video hơn nhé. Và bây giờ thì video của tôi đến đây là kết thúc. Nếu anh em muốn xem tí nữa tôi sẽ đăng tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.